Wow, con mèo của chúng ta đã di chuyển lên đỉnh hòn sao rồi. Và sau đây sẽ thực hiện cú nhảy rất mạo hiểm. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Rất tuyệt vời. Cuộc đua đã được bắt đầu. Wow, rất nhảy. Chú mèo lúc một đêm đã về đích đầu tiên rồi. Chúng ta cùng vỗ tay thật lớn nào. Nghệ sĩ Huyền Trang với những cuộc chiến chú mèo dễ thương.